Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, Thánh Gióng chúng cháu thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào. Tuần rồi, sau khi Thánh Gióng chúng cháu thông báo là chúng ta thiếu hụt ngân sách trầm trọng. Vâng, thực tế như vậy. Và rồi đồng bào thân thương quý mến của chúng ta đã động lòng để rồi một số đã đến đây cho bông, nhưng mà kỳ này thì cho bông ít hơn mấy lần trước, bởi vì Thánh Gióng đã nhắc nhở là chúng ta cần có tiền để mà chi phí. Thế rồi đồng bào đến và đồng bào cho bông thì ít lắm. Bằng chứng đây có một số bông mà đẹp lắm, đẹp thật đẹp luôn á, hoa cúc, hoa đủ thứ bông hết nè, rồi hoa hồng này kia rồi các cái. Mà lạ thay cái là Thánh Gióng chúng cháu tưởng là chắc xong rồi, tại vì chương trình tiếng Việt chúng ta kể như gián đoạn rồi bởi vì sự trễ nải của đồng bào. Nhưng mà đồng bào thì nhập tâm để rồi đến đây, và ngay cả khi mà Thánh Gióng chúng cháu không có mặt ở đây bởi vì bận rộn phải làm nhiều việc lắm, thì đồng bào lại nhét bao thư vào trong khung cửa để mà giúp chương trình chúng ta, và bông thì để ở ngoài cửa bởi vì Thánh Gióng chúng cháu đã vắng mặt. Vâng, và chúng ta được trên dưới 130 đô la, tức là lần đầu tiên là có nhiều như thế. Và 130 đô la thì vừa đủ để trả tiền làm chương trình. Thế thì tiền mướn chỗ đâu, tiền điện đâu? Vâng, chúng ta vẫn còn thiếu thốn, nhưng mà còn đỡ hơn là mấy tuần trước thì mỗi tuần được có 30-40 đô la. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, những phần thiếu thốn thì chúng cháu Thánh Gióng và một số bằng hữu tiên phong và người thân Thánh Gióng đã phụ giúp trong những ngày tháng dài dặc dằng dẵng vừa qua. Phải nói là kể như từ năm 1999 cho đến bây giờ thì trên dưới cũng là 15 năm rồi. Thì kính thưa đồng bào thân mến, đến giờ này thì chúng ta cần phải nhập tâm để làm công việc của mình, bởi vì công việc thì hữu ích, vĩ đại, quan trọng và cần thiết nhất là hồng ân của Thượng Đế ban cho để hướng dẫn nhân loại cũng như để cứu rỗi nhân loại, thì đương nhiên quan trọng chứ, quan trọng và bậc nhất. Và tất cả những phương tiện phương pháp để chúng ta đạt được những ưu điểm cần thiết đó thì Thượng Đế đã ban cho rồi. Đó là những phép lạ vĩ đại mà Thánh Gióng chúng cháu đã trình bày trên dưới 4 năm nay, không thể chối cãi được. Chỉ có người biết sớm, người biết muộn thôi. Và cũng chẳng ai sẽ kêu bằng chống đối, ngay cả những kẻ kêu bằng vô tình hoặc là cố ý, bởi vì họ chưa được sáng suốt, chưa được mở tâm. Thì từ từ họ sẽ mở tâm là bởi vì họ sẽ không chạy được khỏi ánh sáng. Thứ nhất, thứ nhì nữa là họ không thể chạy khỏi sự thật. Và điều quan trọng hết nữa là họ đâu có ai ước ao được sống chung với quỷ Sa-tăng. Đây nè, sát bên nè, hiện ra đó. Thì đương nhiên họ từ từ họ cũng phải sám hối. Và tôi nói cho biết trước luôn là ngay cả những kẻ hung dữ ác độc nhất họ cũng
bắt buộc phải sám hối, bởi vì họ không có chọn lựa nào khác. Đâu ai muốn ở chung với Sa Tăng. Ớn bỏ sự. Ghê quá. Ông bà Việt Nam, ông bà mình Việt Nam nói nhát nó, ông kẹ đó. Mà cái bọn này nó dữ hơn ông kẹ, nó đuổi Sa Tăng. Ông thấy miệng mồm, nó, mắt mũi nó nhìn thấy mà ớn. Vâng, theo bà Tư Đồng Bảo Tướng Minh. Tại sao những phép lạ này lại hiện ra cho người Việt Nam mình? Là bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nói là quá nhiều đau khổ. Mình nói gần đây thôi nha. Thời chiến tranh Việt Nam, đồng bà thấy là một cái sự khủng khiếp và kinh hoàng. Trước khi chúng ta nói đến những cái năm tháng xa xưa, thì thưa đồng bào, cái số người mà bỏ xác trên biển và trên rừng để mà chạy trốn bọn cộng sản khốn kiếp siêu vi khuẩn ăn hại, chúng nó có một cái tên. Thì số người chết trên biển, trên rừng là hàng triệu người đồng bào. Hàng triệu đồng bào ruột thịt thân thương, quý mến của chúng ta. Chưa có một dân tộc nào chịu sự đau khổ kinh hoàng như thế ở vào thế kỷ 20, thưa đồng bào. Và trước đó nữa thì chúng ta bị hành hạ bởi bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế. Và đương nhiên bọn tạo cộng thì mượn tay chân của nhóm Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung gạt gẫm đồng bào miền Bắc và một số đồng bào ở miền Nam tập kết để mà giết chóc lẫn nhau, và nhất là giết người miền Nam chúng ta, và cũng như là thủ tiêu người miền Bắc. Để rồi những mà những cán bộ cộng sản bị mắc mưu giải phóng miền Nam, nhưng mà thực chất là họ bị gạt gẫm để rồi chính họ giết người miền Nam, và đồng thời chính họ giết họ và giết gia đình họ. Bởi vì trong lúc họ tập kết vào miền Nam thì những thằng khốn kiếp tạo cộng vào miền Bắc, đó là để giữ an ninh. Trong lúc những người đàn ông thanh niên miền Nam và miền Bắc tập kết để mà làm việc chống Mỹ, cứu nước vân vân và vân vân, thì đa số là bị chết hết. Và trong lúc vắng nhà thì bọn tạo cộng đã hãm hiếp vợ, vợ con của những người thanh niên cũng như đàn ông người miền Bắc đi tập kết. Thì sinh ra đồng bào tính từ thời mà 30, 40, nhất là từ năm thập niên 40 cho đến sau này đó, thì biết bao nhiêu người phụ nữ miền Bắc cũng như ở tại miền Nam nữa, những gia đình có người đi tập kết bỏ vợ con lại đều bị bọn tạo cộng khốn kiếp nó hãm hiếp. Và đến lúc này thì cái đám cầm đầu ở tại đảng, ở tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là rất nhiều chức vụ quan trọng đã do bọn tạo cộng cái người sinh ra từ thời kỳ đó nắm giữ. Và thưa đồng bào thương mến, trong lúc mà làm như vậy đó thì nó giải phóng người miền Nam thì bọn tạo cộng rảnh tay để mà nó tìm cách để mà nó tiêu thụ vũ khí thặng dư của nó, cũng như để tìm cách để nó rảnh tay để mà nó âm mưu việc làm chiếm đất nước chúng ta và cũng như giết sạch đàn ông Việt Nam. Cũng như cái sách này chúng nó áp dụng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Và thưa đồng bào thương mến, đó là việc làm của quỷ Sa Tăng. Bằng chứng là quỷ Sa Tăng nó hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Đây, hình ảnh này là quỷ hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Và chúng nó đang bị bọn quỷ Sa Tăng nuốt chửng, để rồi bọn quỷ Sa Tăng sẽ tìm cách để mà hủy diệt chúng nó, nếu mà chúng nó vẫn tiếp tục làm những gì chúng nó đã và đang làm. Và tôi cho biết rằng là dân tộc và đất nước Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển bởi sự trừng phạt của Thượng Đế, nếu họ sám hối không kịp lúc.